anh em hôm nay thì mình vốn mình đang có là 16 mê mình sẽ vào đây chơi game rất nhiều em quan tâm hiện nay đó là game E-Win nha em ơi đây game đổi thưởng theo một một nha thì vốn mình hôm nay 16 mê thì mình mình thường vào đây chơi game sóc đĩa anh em nha thì cách hôm nay mình sẽ chia sẻ em cách đánh sóc đĩa mình thường áp dụng đó là cách đánh mà mình không cần đọc cầu đó là trường hợp anh em cứ xem cầu như thế này này không đọc, đọc cầu nha mà anh em chỉ xem cầu thôi em xem tầm đó là tầm bao nhiêu ván em ơi? Tầm 9 đến 10 ván, chính xác là 10 ván đi. Nếu 10 ván mà 3 trắng hoặc ba đỏ nha, nó không về liên tiếp ấy, nó không về nha, không về luôn ấy thì lúc đấy các bạn sẽ đặt cái còn lại. Vì như hiện tại này, ba đỏ 1 này, 2 này, 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 rồi nhá, ván này đặt ba đỏ được này Ván này đặt ba đỏ được, này. ván nó này bắt đầu đặt ba đỏ này. Và khi em đánh cách này thì chỉ phù với anh em đó là ăn non thôi nha Nhớ là ăn non thôi anh em ơi Ăn non thôi nha Và đương nhiên là hôm nay mình không cần ăn nhiều đâu Bởi vì các bạn nhớ rằng này Anh em chỉ đánh ba trắng hoặc ba đỏ thôi nha Và hôm nay mình quyết định mình chọn tròn ba đỏ Nhưng mà phải nhìn cái cầu này để mà đánh nha Chọn thời điểm hợp lý nha Thì lúc đấy các bạn chỉ chờ đợi đó là Chờ đợi các bạn nhớ rằng này bốn lần anh em chỉ thắng một lần Anh em đã thắng tất cả trước đó anh em thua rồi Đúng không? Thành ra nên đánh phải cẩn thận cho mình Đừng có vội có thể 5 đến 6 ván đến 7 ván em không thắng là điều rất bình thường Nhưng mà anh em phải tính toán phân bổ vốn làm sao 5 lần 6 lần không trúng nhưng mà lần thứ bảy đặt trúng ấy là, là các bạn thắng được tất cả trước đó các bạn đã thua rồi Cho nên tốt nhất các bạn chia vốn là càng nhỏ càng tốt nha Tốt nhất các bạn chia ít nhất là 100 lần đến 50 lần gì đó Thì hôm nay mình chia khá là nhỏ đấy anh em Mình chia vốn này không không to quá là to đâu Mình, mình thường là chia tầm đó là đó là 50, ít nhất là 50 đến 100 lần Nhưng mà hôm nay mình chiếu 30 lần thôi anh em ạ Thì đương nhiên là mình phải Chọn cái thời điểm hợp lý mình vào chơi thôi Nhưng mà Có thể là mình thua điều bình thường nha Nhưng mà mình phải giữ bình tĩnh đã anh em ạ Đó, ba ván liên tiếp không thua ba ba ván liên tiếp không thắng này anh em ạ Căng không? Quá căng luôn đấy chứ Thì ván này mình phải đặt bao nhiêu Ván này 4 lần Nếu đặt ván này túng ấy thì mình sẽ hòa vốn Nhưng mà trừ các chi phí một lần đặt được cho nên mình phải đặt 600 ván này. Nếu thua ván này mình sẽ mất 21 thì ván sau ít nhất mình phải đặt 700. Đúng không? Đấy, đó là cách chơi mình nha. Đấy trúng này anh em này. Đấy, em thấy không? Trúng rồi. Trúng rồi anh em ơi, hòa vốn ngay liền anh em ạ. À. Cho nên chơi anh anh em chia vốn càng nhỏ càng tốt và ăn càng nhỏ càng tốt nha. Cho nên là cách phương pháp này mình chỉ có là phương pháp chia sẻ anh em thôi. Còn cách đánh em làm sao để thắng nó ấy, thì đương nhiên là phải kiềm chế cảm xúc và phân bổ vốn làm sao hợp lý và anh em phải kiềm chế theo phong cách đó là ăn non chứ ví dụ anh em ngày nào cũng tham ăn oh, ồ đó anh em thấy không hai bàn thắng liên tục kìa ngon thế đấy hai bàn thắng liên tục là gần đạt mục tiêu bởi vì mục tiêu mình lên hai mê mình sẽ nghĩ ví dụ mục tiêu mình ăn non là một mê thôi và lúc đấy giờ mình ăn được rồi đây mà không anh em mục tiêu mình là lên hai mê là mình thắng 4 mê đấy anh em bởi vì khi nào mình như vậy mình số vốn bao nhiêu mình ăn lên tròn mình sẽ nghĩ anh em ạ đơn chơi gì quan trọng nhất là phải hên rồi anh em ơi Đã không hên thì chơi kiểu gì mà thắng ui thắng nữa này anh em ui ngon thế thì bây giờ mình đã gần được hoàn thành được vốn rồi không thì bây giờ mình sẽ chia vốn nặng nhỏ hơn nữa là bây giờ mỗi lần mình đặt 300 trăm thôi và lúc đấy là anh em đừng có tham anh em ạ à. thường thường anh em gần tháng nước rồi nhưng mà anh em vẫn cứ tham và sau đó em chỉ còn một cái nịt thôi đừng có nên như vậy anh em ạ à. gần lên được rồi thì anh em phải chia vốn lại cho mình đi đừng có tham đấy bạn ra mình mà đặt 500 mình toang rồi đấy lỡ may một chuỗi 10 đến hai bạn nó không về liên tiếp như lúc này thì sao đúng không thành ra các bạn phải chia vốn ra làm sao hợp lý nha khi là thắng được đến rồi các bạn chia ra nhỏ hơn đừng có cứ tham la mà sau đó tí nó còn một cái nịt thì lúc đấy mới nói giá như lúc đấy em đánh như thế này hay là giữ bình tĩnh hơn thì có thể thắng rồi không nó được giá như anh em thắng là thắng thua là thua thôi chứ đéo có chuyện giá như đâu bởi vì anh em biết rồi Ăn thì 100% Thằng nào chơi nó muốn ăn nó cả thôi Đéo ai không muốn ăn nó đâu Trúng rồi, trúng rồi May, may, may anh Mày nó trúng ấy. Đấy, còn có 500 là mình đã hoàn thành mục tiêu này, đúng không? Cứ bình tĩnh thôi, bây giờ đặt ba năm thôi Cứ đặt ba năm nhỏ nhỏ lại như vậy thôi Mình không thể tham lam được Tham lam là mình công nhận là mình có thể ăn được mà Mà thôi nha, tốt nhất là mình không nên tham lam Tham lam chỉ cần mình nịt thôi nha bạn, nịt thôi Rồi ba trắng kìa Còn nó cứ bình tĩnh, bình tĩnh thôi nha Không vội được đâu ăn thì ai chẳng muốn ăn nói anh em đúng không Nhưng mà cuộc chơi thì anh em biết rồi có thể ngày hôm nay anh em ăn được nhưng mà ngày mai em thua hết là điều bình thường à trời ơi bán này có phải thắng ấy có phải ngon không thắng phá nó nghỉ đấy nó nghĩ luôn ấy nhưng mà đó, đó chỉ là nếu thôi anh em ạ còn thực tế nó đéo cho thắng anh em ơi ba trăm bán này này chơi này thì ai biết được điều gì anh em ơi đúng không Trời ơi đen thế ta 3 ván rồi 3 ván mất 900 rồi anh em ạ Thì ván này ít nhất là mình phải đặt 300 Thôi mình đặt 400 luôn đi Ví dụ ván này thua ấy, là mình mất 1 triệu 3 Đúng không Triệu 3 lần đấy anh em ạ Thì ván sau phải đặt 500 thôi Trời ơi thua tiếp kìa anh em ơi Thấy không anh em ơi Đen thế chứ Đen thế chứ anh em ơi Tình phải chịu thôi Biết làm sao giờ Thêm 200 này, anh em ạ Cho tròn 2 mê luôn anh em Thua ván này là thua 2 mê luôn đấy, anh em ạ Thì ván sau phải đặt 700 luôn đi hai lần đến tiếp đặt 700 này xem sao Đấy Thua tiếp đấy anh em ạ Thua tiếp đấy Đặt một mê luôn cho tròn đi Bởi vì mình đang thắng mà Giỏi lắm mình đặt lại từ đầu Ha, đèn thế ta Quá đen luôn đấy Đây rồi Thắng cái đang nghĩ luôn anh em ạ Nghĩ luôn Chắc chắn là nghĩ luôn anh em ơi Chứ bởi vì lỡ mai mình tham nữa tí nữa còn một cái gì thì sao Tốt nhất nên nghĩ hiện tại thôi anh em Nghĩ nha Thôi anh em thấy không? Cách đấy mình nó rất hiệu quả nha Chứ quan trọng là em có giữ được bình tĩnh Để mà giành được chiến thắng Đến lúc cuối Em lúc ấy nghĩ là em ngon luôn thôi Thôi nghĩ em ơi Thôi video mình tức nha bye, bye anh em rồi ván này đặt tiếng bật trúng rồi nè Nhưng mà thôi không sao em Thắng đối với mình như vậy là quá được rồi Nha bye, bye anh em